tối ngày 10 tháng 11 trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều phương tiện xung quanh không khỏi bàng hoàng. Theo đó thì xe đông lạnh đang di chuyển thì bất ngờ tông sập cabin trạm thu phí rồi lật ngang trên đường. Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ có ngay sau đây. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, xe ô tô đông lạnh mang biển kiểm soát 51C69562 chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi di chuyển gần đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, thì chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, leo lên giải phân cách bê tông của trạm thu phí, tông sập cabin, rồi tiếp tục tông vào trụ cột của máy chạy trạm thu phí, lật ngang, nằm chiếm hết hai làn đường đi ra ngoài. Cú va chạm này làm cabin trạm thu phí rơi xuống đường và bị vỡ nát, trụ cột mái che cũng bị hư hỏng nặng. Tài xế may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng nặng sau tai nạn, hàng loạt phương tiện qua đây bị ùn ứ kéo dài trên đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.